Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em vừa về bốn bộ Makita của Mỹ về. Thì nó là bao gồm hai máy, hai pin và một sạc nhanh RC 9A. Thì cái bộ combo này thì nó là pin 2A và sạc. Và mình báo giá cho anh em luôn. Bộ này là hàng trưng bày ở Mỹ và 18V, động cơ không chỗ than. Giá của nó là 6 triệu một thùng, bao gồm hai máy, hai pin, một sạc. Rồi, thì em Tùng sẽ test cho anh em xem nha. Rồi, cái này là cái XDT13 ha. XDT13 thì là nó là cái XDT13 nó là 3.400 vòng trên phút này. Đấy. Hàng Mỹ về nó có chứng nhận UL nha anh em. Và cái cục benzin nó Singapore pin 2A và nó báo pin luôn, báo dung lượng pin luôn. Và cái máy khoan, cái lực của em này là 170 newton. Và con XBH2 thì nó là động cơ không chỗ than này. Hàng trưng bày nó có làm cái dấu ở đây nha anh em, thành ra nhưng mà hàng tất cả đều zin và chưa qua sử dụng. Đấy, có và nó ba chức năng nè. Đầu kẹp 13. Rồi, test bộ tiếp theo. Mình về chỉ có 4 con thôi. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ mình 0962232180. Móc treo đầy đủ, sạc catalog đầy đủ nha anh em. Đấy, XDT13 sạc này là sạc nhanh RC. RC này có quạt này, cái này có quạt nè. Rồi, hai bộ mình test xong rồi, tới test bộ thứ ba cho anh em xem. Pin này có báo pin hết nha anh em. Đấy. Rồi, thì mình báo giá lẻ cho anh em. Cái thân máy này là 1.800.000 này. Cái thân máy này là 1.600.000 này. Hai pin này là 750.000 à. 750.000 này sạc chịu này. Cái thùng thì là 400.000. Anh em nào mua lẻ thùng thì liên hệ mình nha, 0962232180. Thùng 600.000, 400.000. Và cái khoan thì 1.800.000. Khoan thân máy 1.800.000. Và thân máy vít là 1.600.000. Pin 750.000, pin 750.000 sạc chịu. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh mình. Thì anh em nào quan tâm liên hệ 0962232180. Và anh em đăng ký kênh để cho mình lên cái cỏ hàng lên, thì mình lên thì anh em mua liền, còn không thì tới cả tuần sau nó mới đề xuất lên.
thành ra là khi hết hàng rồi anh em hỏi rất là đáng tiếc. Rồi cảm ơn anh em.